cái quan trọng nhất là cái vị trí bàn thờ ấy, thì hiện tại là cái bàn thờ thì anh đang để ở vị trí số 1, nhưng mà sắp tới sửa thì anh sẽ thay đổi, theo em để vị trí số 2 đẹp hơn đúng không? Vâng, vị trí số 2 đẹp hơn anh ạ. Còn hiện tại cái bếp ấy, vâng, thì là đang nấu ở vị trí số 1. Vâng. Thì anh có thể là 1, 2 thì em xem thì vị trí số 2 là tốt hơn đúng không? Phía ngoài hành lang này nè. Vâng, số 2. Vào phòng. Số 2 tốt hơn anh ạ. Vâng. Tức là mình đặt bếp ra ngoài còn cái rửa, bồn rửa vô phía trong đúng không? Đúng rồi, vâng vâng. Hiện tại là bếp ở số 1 và bồn rửa ở bếp số 2 đấy. Nhưng mà anh đang có nghĩ là sẽ đổi 1, 2 vị trí đây nó tốt hơn. Vâng, anh đổi 2 vị trí đấy. Vâng. Tức là cái thứ nhất là chốt là cái bàn thờ là ở vị trí số 2 là tốt hơn này đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi là cái hai là cái bếp thì ở vị trí của số 2 cũng tốt hơn số 1 đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi, thế thì ok rồi. Còn cái ban công á thì nó là hướng Tây. Vâng. Hướng Tây nên nè, thôi được cái đó thì hôm sau thì những cái em nhắn thì anh sẽ liên hệ với em sau. Vâng. Hai là anh hỏi là cái phòng ngủ của vợ chồng anh ấy. Vâng. Thì là cái giường thì hiện tại là đang đặt dọc nhưng mà bây giờ anh đang quay sang ngang đấy. Vâng. Ngang tức là đang đầu phía đông và chân ở phía tây thì đầu phải nhìn ra cửa mà. Vâng vâng. Thì cái này nó không đặt sát đâu ạ, nó cái đặt cách cửa sổ khoảng độ 40-50 phân gì đấy, nó có cái cột bóng anh để giữa để giường nó nằm cách cửa sổ khoảng 50 phân. Vâng. Phòng ngủ của anh ấy thì như này, phòng ngủ của anh thì thứ nhất là cái khí vào phòng này thì nó xấu này, và thứ hai là anh kê ở vị trí đấy thì nó cũng xấu. Nếu như phòng ngủ này mà biết trước thì đẹp nhất là kê ở vị trí mà cái đầu quay chỗ cửa sổ ấy thì là đẹp nhất. Hiện tại là đang đầu cửa sổ nhưng mà anh thấy đầu ra lên cửa sổ thì nó có ảnh hưởng không? Thực ra là cửa sổ nó cao hơn một chút thì cũng không ảnh hưởng anh ạ. Xong có cái rèm mình kéo vào là được. À, tức là đầu ra cửa sổ thì tốt hơn à? Đúng rồi, cái vị trí đấy có nghĩa là cái tọa của nó đẹp hơn là cái vị trí như anh kê bây giờ. À, hiện tại thì đang kê đầu ra cửa sổ đấy. Đầu ra cửa sổ vâng. mà sát phía tây đấy. Vâng. Thế anh kê khi, được đầu cửa sổ thì tốt hơn bây giờ. Nhưng mà khi mà tư vấn để mà vẽ thì lại là các bạn lại muốn làm như thế này để quay ra để tivi vào tường. Chứ còn nếu mà cái vị trí tivi hiện tại đang treo ở cái tường vệ sinh thì sau đấy sẽ để cái chạy tủ ở đấy. Hoặc là nếu như là nhà anh không biết là có kê được ngược lại không ạ? Ví dụ như là đầu phía tây ấy, mà nhìn phía đông được. Được, được. Vâng, thế thì anh kê ở đấy thì đẹp hơn. À, tức là đầu hướng tây và chân đông. Đúng rồi, vâng. Thì nó sẽ ngược lại với lại cái vị trí anh đang bố trí như thế này. Bởi vì cái giường phòng ngủ đấy quan trọng nhất là cái vị trí đầu mình nằm là vị trí lấy khí anh. Rồi. Vâng. Nhưng mà đầu hướng tây thì nó lại có một cái là nó nhìn sang trái đó, là cái cửa nhà vệ sinh thì có ảnh hưởng nhá. Cửa vào nhà vệ sinh. Đấy, cái em có hình ảnh đó. Đấy, vâng, cái gạch chéo chéo là cửa vệ sinh, còn gạch chéo chéo là cửa vào đấy. Nhà vệ sinh ở đây. Thực ra nhà vệ sinh này thì có phương án hóa giải thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Phòng anh cũng rộng không? Phòng này chỉ được mười mấy mét vuông thôi ạ, 15 mét vuông gì đấy thôi. Vâng. Đấy, cái phòng master này thì nó có cả vệ sinh ở trong nhà. Cái chỗ em có hình ảnh đó như cái anh vừa gạch đó là cái cửa của nhà vệ sinh. Vâng. Nếu phương án này thì đầu là hướng tây thì đẹp hơn là hướng đông à? Đúng rồi ạ, hướng tây thì đẹp hơn anh ạ. À, thế thì được, thế thì anh sẽ lui đầu hướng đông vì hướng tây thì đông, đặt cái tivi ở dưới là được mà. Vâng, còn nhà vệ sinh thì anh hóa giải với lại anh giữ nó sạch sẽ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều anh. À rồi. Vâng. Rồi cái đó thì hôm sau là anh gặp vấn đề trẻ cần cái kia để sẽ. Còn thế là phòng ngủ vợ chồng, phòng ngủ một là đầu hướng tây và chân hướng đông thì đẹp hơn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. À, tốt hơn rồi. Vâng. Anh chuyển sang cái hai vị trí của hai phòng của hai con thì nó tương đương đúng không? Vâng, hai phòng đấy thì nó cũng khá là đẹp bởi vì nó có hai cái vị trí đặt giường ngủ và bàn học thì nó cũng tốt đấy. Trẻ con hai cung vị đấy là ở nhà nó ít nhà được như vậy. À thế à? Vâng. Thì vì thực tế là cháu thứ hai là hiện tại cháu thứ nhất là học đại học ở ngoài Hà Nội với anh rồi, còn cháu thứ hai nó đang ở với mẹ ở quê. À đấy, vâng. Thì hiện tại là đang phòng ngủ hai là anh bố trí cho cháu trai, nhưng mà vâng, anh thấy cái phòng ngủ ba này có vẻ nó rộng hơn và nó sẽ có cái cửa sổ thoáng ấy. Vâng, cửa sổ vâng. Phía nam này. Vâng. Thì anh đang muốn ý định chuyển cháu sang, nhưng mà em thấy hai cái phòng này thì chuyển vị trí nó có được không? Nhà anh trong thực ra trong một cái phòng ấy, thực ra em xét thì thứ nhất là về cái khí vào phòng ấy. Thì hai cái phòng này thì về khí vào phòng thì nó không được đẹp lắm. Tuy nhiên là cái vị trí đặt giường ấy thì nó tốt.
Đấy, nó lại như thế. Còn cái cửa sổ phía nam thì mở thì nhanh, hướng nam mở thì đẹp. Hướng nam thì anh có sao tốt. Vâng. Đấy, đúng rồi, ý anh cái cửa sổ phía nam anh vâng. Đặt bàn học đấy cho cháu nó học, vì năm nay nó lên lớp 10 đấy, ngồi đây nó vừa thoáng, không vừa học đấy. Hoặc là anh đặt ở vị trí góc ấy, em có ghi là góc tây nam ấy, thì là cái phòng ngủ 3 thì đặt góc tây nam đẹp. À, tức là bàn ngủ, bàn học ở góc tây nam à? Vâng, góc tây nam đẹp. À, rồi, vâng. Rồi. Ở đấy nó phù hợp. Còn nếu phòng ngủ 2 thì bàn học về góc nào thì đẹp nhất? Ở phòng ngủ 2 thì nó có hai vị trí đặt ở bàn học. Thứ nhất là anh có thể đặt ở vị trí phía tây. Đấy, tọa tây nhé, vị trí phía tây ấy. Phía tây của phòng anh ạ. Tây của phòng. Có nghĩa là cửa nhìn thẳng cửa vào anh ạ. À, thẳng cửa vào tức là ở phía dưới tây. Giường à. Đấy. Thứ hai là đặt ở góc phía tây nam anh ạ. Có hai vị trí. Tây nam là góc giường mất rồi. Đấy, góc giường thì anh xem có bố trí được kê vào vị trí phía tây không? Thì mình đẩy cái giường dịch ra một chút, ra giữa. Đúng rồi. Vâng. Rồi. Như thế này được rồi. Vâng. Rồi anh sẽ nghiên cứu. Tức là hai góc này thì tốt hơn đúng không? Vâng, hai góc đấy là nhà anh là hai phòng của hai cháu là đều được hai cái cung vị cho nó đẹp, nó phù hợp với học tập. Vâng. Rồi. Còn cửa hoàn thì tất cả là cái hướng thì cũng được ok đối với anh là được rồi nhé. Vâng, anh có cửa ở đây thì cũng có sao tài lộc đến cũng tốt. Bắc. Vâng. Đấy, cái anh vì thực ra ngày xưa giờ để cái phòng thờ, cái thờ tầng 1 này là ngày xưa là mình nghĩ mua thì quan chứ cũng không cũng xem. Vâng. Nhưng mà sau khi anh đọc qua thì anh có thấy là anh cảm thấy cái vị trí thứ hai đấy. Vâng. Thì hình như là nó hợp với tuổi anh hơn, với nó đẹp hơn, đúng hơn, nhưng mà cũng phải em xem lại cho anh. Thực ra cái này thì em lại không xem năm tuổi đâu, bởi vì tuổi thì cái này là theo cái tọa hướng ấy, cái tọa hướng theo tọa hướng. Đúng rồi, để cho tất cả mọi người đều có thể ở được. Rồi. Chắc là theo tọa hướng. Tuổi thì là em lại xét gọi là xét sau, có nghĩa là trong em cái tuổi của anh là trong cái phòng ngủ của anh ấy, nó có phạm với gì không? Thì tuổi nó sẽ là cái như thế. Rồi, thế thì bây giờ là chốt luôn mấy phương án. Cái thứ nhất là mặt thờ này là vâng. Vị trí thứ hai đẹp hơn này. Đúng rồi. Tức là bên cửa vào bên tay trái đấy. Đúng rồi. Vâng, bên tay trái này đấy vị trí đẹp nhất. Rồi, hai nữa là cái bếp thì sẽ đưa ra góc ngoài cùng, còn cái bếp rửa đưa vào trong đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy, hai vị trí vì trong chung cư thì cái thờ và cái bếp rất là quan trọng đúng không? Vâng. Còn xét về vấn đề cái phòng ngủ của vợ chồng anh thì là quay đầu về hướng tây và chân hướng đông. Vâng, đúng rồi, hướng tây. Còn vệ sinh thì mình giữ sạch sẽ, với sau này mình chấn là được. Vâng, sau mình hóa giải nó không có cái bế khí ra là được. Vâng. À rồi, cảm ơn em. Vâng. Thế thì cơ bản như thế thì anh có gì khi tiến hành làm thì cái gì đặt trước và sau thì anh sẽ hỏi em nhé. Vâng, ok. Thì bắt đầu sửa thì anh báo cho Tuấn để mua cái gì cần đặt ở dưới nền hay là treo ở trên thì vì cái phòng bây giờ đó là lắp ra giờ sau anh sẽ ốp cái gỗ lên đấy. Vâng. Cái gì cần đặt dưới thì anh hỏi em. Vâng. Em ở Hải Dương hay là Hưng Yên? Em ở Bắc Giang ấy. À Bắc Giang. Bắc Giang thì có cần thiết thì gửi Hà Nội anh gần em mà đúng không? Vâng, gần đấy. Vâng. À rồi ok, nhắn lại giúp anh cái số tài khoản anh cảm ơn em nhé. Vâng. Rồi, anh chào em. Vâng, chào em. Tôi gọi dùng cái số điện thoại này tốt đấy Tuấn ạ. À thế à? Vâng, mà trước em nhớ là chết rồi. Em ấn nhầm á. Mấy cái số. Vâng. Mấy cái số trước đây mua mất tiền đấy nhưng mà nó không bằng cái số này đấy. Em vẫn nhớ là đợt trước là chọn số điện thoại cho anh này. Vâng. Anh và cho cháu đấy. Vâng, anh nhờ chọn mấy người. Cho anh và cho cháu Dũng với là cái biển số xe của anh nhờ em. Thế là nó thuận hơn rồi anh, thì dùng nó tốt, cảm nhận nó thuận hơn đúng không? Nó thuận hơn nhiều. Vâng. Cái số điện thoại này trước thì anh dùng anh mua cũng nhiều tiền nhưng mà cũng không ăn thua, nhưng mà vâng. Với số này có vẻ thuận hơn. Vâng. Vâng, vậy là tốt rồi. Cảm ơn em nhé. Vâng, anh cho anh. Cho anh cái số tài khoản anh em mình có duyên đấy. Vâng. Rồi, vâng. Nhanh, cảm ơn. Vâng, anh cho anh. Vâng. Vừa rồi là một anh khách hàng của tôi. Trước kia thì anh có nhờ chọn số điện thoại, cháu cũng cảm thấy là có rất là nhiều những sự thay đổi. Và sắp tới thì anh chuẩn bị chuyển vào ở căn hộ chung cư và muốn nhờ tôi bố trí sắp đặt cũng như là phân tích về phong thủy của căn hộ chung cư và xem là vị trí nào nên bố trí ban thờ ở đâu, bếp ở đâu để phù hợp, cũng như là nếu như không phù hợp thì cái phương hướng hóa giải làm sao, như thế nào các vị trí phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.